thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một chai nước hoa của nhà Carolina Herrera, nó có tên là CH Man Privé. Đây là phiên bản tiếp theo của CH Man, nhưng mà mùi hương đã có cái sự thay đổi khá là lớn, bởi vì ở phiên bản này thì nó có da thuộc và cái cảm nhận của mình nó có cái nét tương đồng với Aromatic Code. Còn ở chai nước hoa này thì nó nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn và nó có thêm một vài cái sự thay đổi khác. Nó như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói cho các anh em. Cũng giống như các video trước thì mình sẽ nói những cái điểm mình thích và những cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là whisky. Có thể các anh em không biết nhưng rượu whisky là một trong những cái nốt nguyên liệu mà rất được ít các nhà nước hoa sử dụng. Ví dụ như cái whisky này thì hiện nay chỉ khoảng gần 100 chai. Và nếu mà so với ví dụ như là gỗ, trầm hoặc thuốc lá thì cái nốt nguyên liệu này chỉ như cún con mà thôi, trên tép, một con tép trên mép con mèo. Bởi vì nếu như cái nốt này mà cho quá lên thì nó rất là hăng, nó giống như cảm giác mà chúng ta bị đổ rượu ra sàn nhà và lau đi ấy. Đừng lúc sau cái mùi rượu bốc lên nó rất là khó chịu. Do đó không nhiều chai nước hoa mà sử dụng cái nốt hương liệu này. Và ở cái chai nước hoa CH Man Privé này thì nó mix rất là tốt với da thuộc và đậu tôn ca. Đấy. Thì mọi người thường đánh giá ba nốt hương liệu được người thấy nhiều nhất ở trên chai nước hoa này đó là whisky, da thuộc và đậu tôn ca. Và điểm mình thích ở chai nước hoa này là nhà pha chế làm rất là tốt, mix rất là hài hòa và nhuyễn với da thuộc và đậu tôn ca. Đấy là một cái điểm cộng của chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này đó là nếu như anh em cần một mùi hương khi mà đi ra ngoài vào mùa lạnh, mình khuyên cáo là mùa lạnh nhé, phải lúc rất là lạnh thì sử dụng chai nước hoa này mới thấy ok. Còn nếu mà chỉ là hơi hơi lạnh hoặc là nóng thì tuyệt nhiên không nên sử dụng chai nước hoa này. Và nếu như anh em cần một chai nước hoa mà để đi ra ngoài lúc rất lạnh thì CH Man Privé này là một cái sự lựa chọn rất là ok, bởi vì cái vị mùi của rượu, người ta thường nói là mùi boozy, mix cùng với da thuộc và ngọt của đậu tôn ca, một cái mùi hương đối với cá nhân của mình thì khá là nồng nàn và cuốn hút, nó đặc biệt thích hợp vào trời mùa lạnh đó. Thì nếu như anh em nào mà đang cần một cái mùi hương mà để sử dụng khi mà đi ra ngoài vào cái mùa cực lạnh, CH Man Privé này là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý đó. Tầm từ khoảng 25 đổ lên là các anh em có thể sử dụng chai nước hoa này rồi. Điểm thứ ba mình thích ở chai nước hoa này đó là nó rất là khó để xác định người đàn ông như thế nào sử dụng hợp cái mùi hương như này. Nếu mà đi trên mạng thì người ta hay gán cho nó đó là bad boy leather jacket. Thế nhưng đấy là cái gu ở châu Âu. Còn ở Việt Nam thì khác, cái khái niệm bad boy leather jacket đấy nó khá là mơ hồ. Và mình không nghĩ cái mùi hương này nó giống như cái định nghĩa ở các bạn nước bạn đó. Thì cái mùi hương này nên là như thế nào? Mời các anh em hãy cùng xem một phản ứng của một bạn gái khi người mùi hương như này. Em thấy mùi hương này thế nào? Nói chung là mùi hương này nó khá là ngọt. Ngọt là ngọt ngọt nồng hay là ngọt nó khá là ngọt nhẹ thôi. À thế. Nó giống như mùi Nabisco màu hồng thôi. À thế. Nhưng mà thực ra là đàn ông dùng mùi này hơi hơi nữ tính quá. Nữ tính quá. Nó em có thấy có nó sexy không hay là nó hơi yếu đuối? Em không thấy cái sự sexy lắm, em thấy nó hơi quá là nữ tính ngọt. Thực ra thì nó phù hợp với việc nó phù hợp với việc gì cần ngọt ngào hơn. Nếu mà thế thì từ 1 đến 10 em sẽ cho nó mới là 10 điểm. 7,5 ạ. 7,5. Bạn gái nó nói đúng cái điều mình luôn muốn hiểu về mùi hương của chai nước hoa này. Nó bởi vì khi mà mình xịt chai nước hoa này mình cũng không thấy, nó không hẳn là sexy, nó không hẳn là lẳng lơ giống như kiểu là Jean Paul Gaultier. Thế nhưng nó hợp với những cái gì mà bạn nam đang cần làm một cái điều gì đấy ngọt ngào thì cái mùi hương này đúng là rất là hợp. Có thể là hôm nay bạn cần tỏ tình, hoặc có thể là hôm nay bạn cần một cái buổi đi cà phê, buổi đầu gặp gỡ trong cái trời mùa đông lạnh, bạn cần một cái mùi hương nào đó nó có một cái gì đó nó ngọt ngào, nó hợp với cái buổi đầu gặp gỡ thì CH Man Privé này đúng chính xác là một cái điểm cộng nếu như anh em sử dụng. Tất nhiên là cũng
tất nhiên là phải thêm cái phong cách của các anh em, chứ không thể làm một cái rượu và mỗi mùi hương được đó. Để tổng hợp lại ba điểm mình thích ở chai nước hoa này, đó là note whisky. Như mình đã nói, không nhiều nhà nước hoa sử dụng thành phần nguyên liệu này, và cái chai nước hoa này đã sử dụng rất là tốt, blend mùi khá là nhuần nhuyễn. Cái thứ hai đó là nó là một cái good choice, một trong những cái good choice khi mà các anh em đi ra ngoài sử dụng vào mùa đông lạnh thì CH Man 3V này khá là ok. Và điểm thứ ba đó là cái mùi hương này mặc dù nó không dành hẳn cho một tuýp người đàn ông như nào, thế nhưng mình nghĩ là mình đã xác định được cái đặc điểm mùi hương của nước hoa này, đó là ở một cái dịp nào đó cần một cái sự ngọt ngào, cần một cái sự gì đó nó nồng nàn, giống như một hành động, một lời nói, thì các anh em nên sử dụng mùi hương này để yểm trợ đó. Ok, vậy thì còn điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái gì? Để giúp các anh em dễ hiểu thì mình lấy một cái ví dụ rất là nhanh thế này. Bây giờ hãy tưởng tượng là một mùa hè rất là nắng nóng rồi, và các anh em được quyền lựa ba lựa chọn được đi du lịch, đó là Phú Quốc, Đà Nẵng và Đồ Sơn. Và chắc chắn là các anh em 90% là mọi người sẽ chọn thứ nhất là Phú Quốc, thứ hai là Đà Nẵng và thứ ba là Đồ Sơn. Lần thứ hai mình vẫn đưa ba cái địa danh như thế, và mình sẽ vẫn nghĩ là các anh em sẽ vẫn chọn số 1 Phú Quốc, số 2 Đà Nẵng và thứ 3 của Đồ Sơn, mặc dù cả ba địa danh đó đều rất là ok. Nhưng nếu như mình vẫn chỉ đưa ba địa danh đó lần thứ 3 cho các anh em chọn thì mình nghĩ là sẽ có một cái số lượng phần trăm là Phú Quốc và Đà Nẵng đi 2 lần rồi đúng không? Thôi lần này đi Đồ Sơn đi. Và đây là cái mình muốn nói về chai nước hoa này, CH Man Privé. Mùi hương của nó không tệ, mùi hương nó rất là tốt, nó không xấu xa. Thế nhưng mình nghĩ là nó quá an toàn. Nó an toàn cho nên là nhiều khi tròn trịa quá cũng không phải là hay, bởi vì có rất nhiều sự lựa chọn. Mình nghĩ là nó sẽ đặc sắc hơn, nó sẽ có thể là gọi là quyến rũ hơn đối với cái gu của người sử dụng đó. Ví dụ như Bleu de Chanel chắc chắn sẽ hơn chai nước hoa này về độ lịch lãm. Sexy thì Lanny DeLome chắc chắn là sẽ hơn. Độ bad boy thì nó chắc chắn nó sẽ không thể được bằng với Paco Rabanne Black XF Luxus đó. Thế nhưng khi mà chúng ta sử dụng ba chai nước hoa đó, có thể lần 1, lần 2, và chúng ta cần một cái gì đó nó thay đổi mà vẫn đảm bảo được cái sự an toàn khi mà chúng ta sử dụng, thì CH Man Privé này là một cái sự lựa chọn của chúng ta. Có nghĩa là nó rất là tốt, thế nhưng nó sẽ vẫn phải xếp sau một số những cái level nó được ưu tiên hơn đó. Đấy là cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này, bởi vì khi mà mình xịt sử dụng chai nước hoa này mình đã có cái cảm nhận là như thế. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các anh em những cái điểm mình thích và những điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu anh em cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé.